đặc biệt ra có năng khiếu là hát và ước mơ trở thành một người mẫu và ca sĩ chuyên nghiệp. Gia Lâm sinh năm 2013. Ngoài ước mơ trở thành người mẫu và ca sĩ chuyên nghiệp thì bạn nhỏ này rất thích múa, hát, thích ăn bánh ngọt và thích ăn kem.